chết đi. Đã nói giờ còn thiếu một khóc nữa không? Mà giờ đây em có nói chuyện với ba không? Ba em hết nói chuyện được rồi. Hùng mẹ cái Hương ơi. Mà ông Bùi với chú Bùi Hồ là chắc cũng không chưa nói chuyện. Không nhìn, chưa nhìn. Thiệt, dù trong lòng mà có thương thiệt mà cũng không, cũng giận cũng không nói luôn. Thiệt cũng nhờ mấy chú mà mẹ con mới nói chuyện được. Nhưng mà lần này về Long Xuyên là cô Tư lo dữ không? Dạ, cũng lo mà đi với chú là cô Tư nói thật sự luôn. Không lo nhiều. Dạ. Dạ, lo nó thì nó khờ dại, nó không biết ăn nói với sợ nó ra đường nó làm lỡ một lần nữa. Mà có chú gửi gắm rồi cũng đồng mà yên tâm. Con thông tin với cô Tư á là có một chị ở Long Xuyên. Dạ. Coi được cái đoạn clip của Hương và chị đó có nhà trọ thì chị hỗ trợ về cái lo cho cái kiếm cho cái chỗ ở. Và chị đó rất là thương những cái hoàn cảnh như Hương như vậy nè. Dạ. Giống xem Hương giống như là người con ở trong nhà nên cô Tư cứ yên tâm cho Hương đi học. Dạ, cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Cho em đi học được tôi cũng mang ơn cô suốt đời luôn. À, chứ giờ cũng không biết nói gì giờ chứ giờ. Nói ra thì xúc động rồi khóc hoài. Thì ngưng được rồi để cho nó ngưng luôn. Rồi từ nay hai mẹ con không còn giận nhau nữa nha. Không có giận nữa. Thì cũng nhờ mấy chú đó mới dạ. Mới có nhịp cầu nói lại nhau đó chứ không có mấy chú chắc cũng còn. Giống như Nghĩa nói cũng nhờ có một cái chất xúc tác nào đó hai dạ. Mẹ con mới có thể mở lòng với nhau được. Dạ, đúng rồi. Chứ cứ mà để im điềm như vậy thì hai năm mấy nay thì ở trong lòng của con và của mẹ thì cũng khá là khó chịu. Dạ. Và ngày hôm nay thì chắc cũng là những ngày tụi con cũng gặp được những cái tình huống như thế này. Chắc dạ. Mời cả nhà dọn ra để mà dùng một cái bữa tiệc đoàn viên đi. Bởi anh Phong, anh Hồ nó mua cái này nè. Mua chia tay cái mấy cô sợ rồi ngồi ăn với nhau rồi khóc này kia đồ cái kêu khỏi. Bà nghe nó bà khui đi. Tôi ra đây Hưng, em chủ động cùng anh đi. Hưng lấy cho bé này dùng lại đi. Nó chơi đi. Kêu mấy bé, kêu mấy anh mấy chú lại đây lại dùng đi. Mấy anh mẹ ăn với trên. Mẹ đi đắng đi. Đi lên giường. Bu ra cho chú Phong đồ ăn ngượng miếng chơi rồi đi. Đây mọi người nè, mọi người phụ tay đây cô ba cô ba. Ở đây ăn nè. Cô ba ở dùng cô ba. Cô ba khóc nữa. Sợ ăn là khóc nữa. Không vui là nó khóc à. Đi chi không này đâu đâu không có nghĩ đâu chú. Khóc tới tối luôn hả? Khóc hoài được hoài tại vì trong lòng nó quá trời khổ rồi. Nó mắt không mở ra hoài luôn nó thật sự luôn. Ở phía sau lưng là mấy hũ thuốc nốt ở Tịnh Biên. Đây đây đang dẹp này cho. Ngon lắm. Tại vì đi về đây cũng lâu lắm rồi cũng mười mấy 20 năm rồi đó. Chưa mua ăn mà Hưng mới nói là ăn đi rồi sợ khóc. Có gì đâu ăn vui mà sao khóc. Không không được. Không không, con không uống. Không không, cậu lấy đi rồi cô Năm mua, cô Năm xúc liền. Cậu mua nước suối trong thùng nhóc cho rồi. Ủa, cái đó là nơi để gia vị đó hả? Dạ, dưới đây là để chén. À, cái tủ lạnh hư đúng không? Dạ. Có lạnh không? Cái tép nước luôn đây. Cắt đấy, chưa mà. Chưa uống mà. Anh cứ ngỡ là cái tủ lạnh này xài được, không ngờ là cái tủ lạnh hư. Có người ta trên chợ anh ta bỏ à. À. Ở trên mấy cái chén. Lên còn lẻ rồi. Đang nè, thằng nào cũng có năm. Không giờ phải làm tận đầu. Xin chia sẻ với chú lại. Một phần một ký. Dạ mỗi một phần một ký. Dạ. Chia giùm con với. Dạ mình ở đây không có tủ lạnh, mình phơi nắng mình ăn từ từ nha. Cái dĩa lớn ngon ha. Chụp mấy chú này lỡ mô hình để mình nữa để dòm được quay rồi thấy không? Đây đây mọi người ăn miếng lên lấy thảo đi. À,
từ ngày xuống đây thì có bao giờ là mình ăn bữa ăn nó đoàn viên và đông đủ như thế này không Hương? Dạ chưa anh. Cái này là nấu nồi cơm để đó là ai mạnh ăn, ai nấy ăn gì là ăn. Có anh Phong xuống mấy lần thấy. Kêu tất cả mọi người qua đây hết đi. Mạnh ai nấy ăn hả? Dạ tôi buổi sáng nấu nồi cơm để đó là mạnh ai nấy ăn. Chỉ có là lo cho mấy đứa nhỏ ăn chứ. Nói rửa thì hãy lột. Rồi có bao giờ ngồi ăn với mẹ mình không? Dạ. Có bao giờ ngồi ăn với mẹ mình không? Dạ không. Hôm nay ngồi ăn với mẹ mình đi chứ. Dạ. Chứ là mẹ mẹ ăn trước em ăn sau, còn thôi là em ăn trước mẹ ăn sau. Người ta cười chết luôn, mình uống muốn khóc chi. Rồi xếp bánh mì rồi đây. Cái lòng nó khổ với thêm nó hoài, lầm đậu. Tay sao mà nước mắt quá. Ngày trước em học hết phổ thông không Hương? Em học hết lớp 5 mà. Hết lớp 5 mà. Đi cô năm ở bển cho con bé. Tại lúc ở dưới quê cũng có cái miếng đất nhỏ, cũng có cái nhà. Cái em ở dưới em đi mẹ trên này nè, mẹ đi làm này kia rồi đó. Cái em ở dưới em đi học một mình ở dưới. Mà sau này cái nhà nó sập rồi cái mẹ mới rước lên đây. Lúc trước học một mình ở dưới luôn. Em với mấy anh em đồ cũng co con với mấy cô này đâu nè. Rồi mấy anh em ở dưới đi học ở dưới. Dạ. Qua đây hỏi. Rồi sau này cái nhà ở dưới nó sập rồi không có chỗ ở rồi với lại nghỉ học rồi lên đây đi làm được cho có một cái nền nhỏ nhỏ ở dưới hả? Dạ có một cái nền nhà nhỏ nhỏ ở dưới. Sao mà mình không ấy mẹ rước mẹ mình về nguyên nhà ở? Dạ cái nhà nó không còn nữa. Nếu như có người hỗ trợ các nhà có chịu về dưới ở không? Dạ được vậy là vui lắm luôn á. Gia đình em cảm ơn nhiều lắm luôn. À vậy là ở Chi Tôn em vẫn còn có một cái nền nhà. Dạ. Cái nhà nó đã sập rồi nên thành nữ là tá túc ở trên đây. Dạ. Nếu như mà có được giúp đỡ ngôi nhà thì em sẽ về học việc xong thì em làm một thời gian em về Chi Tôn ở, anh thấy nó ổn hơn chứ? Dạ. Phải chịu nhưng không? Nhưng mà không có tiền cắt nhà thôi. Không có tiền cắt nhà thôi. À, Phong ơi, hôm nay mình lại phát hiện là ở dưới nhà, ở dưới kia Hương vẫn còn có một cái nền nhà kìa với lại cô Tư kìa. Mấy mét nè, 3 mét hay 5 mét? 4 mét. Có 4 mét rồi, bà ngang 4 mét. Em lấy chén ngay cho mẹ mình một cục thịt đi. Được rồi, chúc ơi, cho đồ tay ăn mẹ đi. Cầm tay ăn đi. Cầm tay, ăn bóc nó ngon. Đi ăn đồ, ăn tay không hết. Tôi không dám ăn, tôi bị cảm. Tôi ăn được cái chứ không phải dở chỗ mũi. Ăn một miếng cho vui đi. Không ăn luôn nha. Chị cảm ơn. Hồi nãy chị Hương có chia sẻ là cô có cũng như anh Nghĩa xuống không thấy đó, vô đi. Đâu có ăn cơm đâu. Cô Năm. Có nè bây giờ bữa nay không có nồi cơm rồi. Tại sao mình không ngồi ăn cho nó sáng giờ chưa nấu cơm luôn. Ăn dạ. Ăn rồi không ai nói chuyện ai chân nó ngại. Con ăn nè. Ăn đi chú không? Dạ. Cũng như ăn gì nè không ai nói ai chân rồi. Nhờ cũng có mấy chú rồi mới nói chuyện lại mẹ con mới xong hợp đi nè. Chồng đi chồng nói này rồi. Đưa những cái thành viên nó gặp nhau có những cái câu chuyện ăn từng ngày nó chú nóng được cơm rồi nó gọi đó rồi người nào bới tô chén cho ăn đi rồi chứ không có trong hộp không có ngồi gì đẹp tự không có ngồi chỉ còn có mấy bữa cơm sum họp thôi. Hương về lại miền Tây rồi thì có khi nào cô nghĩ là mình sẽ về miền Tây thăm con mình không sau này á? Sau này thì không biết làm sao thì không có hứa. Còn bây giờ là đi không được rồi, ổng nằm trên đống. Còn mấy bé nó không được đi học, nó không có làm được, không đi được rồi, bây giờ là không đi được. Còn sau là không biết làm sao, không hứa. Nghe hứa giờ cái nữa không có cái kỳ lắm. Hôm nay á mọi người ngồi xong đồ ăn nên vui chứ. Hôm nay mọi người ngồi đây mọi người ăn á là mục đích là coi như là cái bữa tiệc Hương đãi rồi tạ từ đi một thời gian ngắn cũng phải quay về đây, tết nhất cũng phải về đây. Dạ ha? Đúng rồi chứ không hai mẹ con cũng ít nhiều gì cũng đã không nhìn mặt nhau hai năm mấy rồi thì hôm nay thì giờ nhìn nhau rồi buồn ngồi không không cầm được nước mắt. Ăn xong là hai mẹ con phải ôm hôn nhau cái mới chịu. Cũng nhờ mấy anh dạ. Cách nói không có chú là hai mẹ con không có nói chuyện với nhau. Chú Phong xuống đây quay mấy lần không có nói chuyện với mẹ đó. Mẹ con biết mà con không có nói thì con biết chú Phong biết hả? Qua năm qua nói chuyện trên đó chú hai mẹ mình cũng bỡ ngỡ nếu như nãy mà con biết á con sẽ không kêu cô
con nói để làm gì đâu. Đức đâu. Đúng không? Và bữa đó anh nói thật sự nha, mấy chú cũng đừng có buồn. Bữa đó nghe Hương giấu gì mà cô cũng gây gắt trong lòng lắm á. Mà không có nói được, tại vì mình không có thiện cảm với nó rồi giận nó, từ đó giờ không có mở miệng được. Chứ thấy cũng gây gắt lắm. Thôi nói giận con mình một vài điều để vài ngày đi về miền Tây đi. Giận rồi hết rồi anh. Giận rồi đó. Dạ. Tưởng hôm nay đi á, sáng giờ cũng giận rồi, giận nhiều lắm. Mày giận sao hơn? Khi em xuống dưới là lo đi học rồi, lo cho con học rồi về hai mẹ con ở trọ rồi này kia đồ, đừng có đi chơi. Nghe anh, mấy anh nói ở dưới cũng phức tạp này kia đồ á, nên đừng có đi bậy bạ. Đúng rồi, tối thì đâu đi đâu đâu. Dạ. Nhưng mà Hương ơi, em có chiếc xe gắn máy chưa không? Dạ không. Dạ dạ dạ. Không có xe gắn máy luôn hả? Em đi xe đạp không mà lúc em đi làm cũng giờ em đi xe đạp không. Mà lúc em ở chợ không có tiền em bán xe đạp. Bán xe đạp? Dạ. Lúc đó là em bán xe đạp để nuôi con hả? Dạ, lúc ở chợ thất nghiệp mấy tháng rồi em bán xe đạp có 200.000. À. Để đóng tiền trọ. Dạ. Để ăn á, tấm tiền trọ là người ta còn cho ăn mấy dạ, dạ, tại dạ, vì hỏi dạ, dạ, ở mấy tháng rồi nên không có tiền, cái người ta kêu là có chỗ về á thì về đi, rồi tiền trọ này cô cho. Mày đừng có khóc giùm tao nữa đi. Mày đừng khóc. Để ăn ngon chứ. Để ăn ngon. Nói chứ mà tới lúc đó đi cũng khóc. Đi làm mà kể đi. Ngừng lắm đi mà mẹ con. Cô Tư nói kiếm cớ, cô Tư nói cô Tư đi làm rồi, không có nhà để đỡ khóc. Con dặn trước là sáng thứ bảy á, hai mẹ con còn được 2 đêm ngủ nữa thôi. Đêm nay, đêm ngày mai. Có nhiêu thì nói hết đi. Dạ. Con cái phải cho nó xa ra mới khôn lanh. Đây với đây gần xịt bên chứ không. Con ở với cô nè em. Ở đâu luôn mà sợ. Mà đi với mấy con đi vô Sài Gòn con đi học á. Con cái đưa. Cắm này không? Không đưa đi vô đi học. Cắm này nè. Lúc đầu con nhớ nhà đó. Đó được 13 năm nay rồi. Hiện giờ con có bà con ở Sài Gòn hết á. Đi gì hết luôn luôn chứ không đi. Ở qua đây để tại vì khi em về Long Xuyên á có người để qua đây đi. Mấy em chưa ăn. Có người chị kế bên á. Dạ. Thì em có chuyện gì đó em không giải quyết được thì em cứ hỏi. Em hiểu không? Chứ mình đừng có tự động. Con bụi ở ăn đi, ăn đi. Quay trời trời quá trời ở ngoài trời còn đẹp hơn. Nè, mọi người làm miếng đi. Dạ dạ em ăn được. Bữa nay ngon không? Bữa nay ăn dùng ngon không hơn? Dạ ngon. Ngon gì chắc dùng với mẹ mình á, chứ không phải là dịch ngon hả? Con hãy xin giúp cho mẹ nổi lòng rồi. Đúng rồi. Bà sao vậy? Lần đầu tiên em ăn cái này á. Lần đầu tiên em hả? Chứ bình thường ở bên Tân thấy là cái đường tỉnh lộ 10, khu công ty Bon Giang rồi nhiều cái tiệm nghịch bịt vây lắm mà. Nhưng mà không có ăn. Không mua. Rồi đi ngang qua thấy sao? Không có nhìn tới nó. Lý do tại sao vậy chị? Dạ. Tại mình không có tiền ăn, mình cũng không có nhìn tới nó. Lúc mình sanh á thì mình được đem đi bao nhiêu tiền đi sanh? Em cũng được 7-8 triệu. 7-8 triệu. Mà em đi sanh lúc đó không có bảo hiểm. Ờ không có bảo hiểm. Là có 3 triệu mấy rồi. Mình vô mình đóng 6 triệu. Xong rồi em ở 3 ngày về là người ta trả lại cho em 1 triệu mấy. Cái thời điểm đó em nghĩ là cực kỳ khó khăn đối với chị đúng không? Dạ. À, và chị có bao giờ chị nghĩ là mình sẽ gọi điện về mẹ và nhờ sự giúp đỡ của mẹ không? Dạ không. Chưa bao giờ luôn. Dạ. Là từ lúc em sanh tới giờ là em không có điện thoại về cho mẹ nói chuyện. Chỉ có nói chuyện với mấy cô ở đây thôi, chứ là không có nói chuyện với mẹ. Rồi bây giờ bà ngoại là đi làm á thì có nhớ cho mẹ không? Không bao giờ đùa. Nhớ kìa. Nhớ thì cũng nhớ, cũng thương chứ. Tao cũng nhớ chú ơi mà đi cũng nặng mùi lắm. Mà tại vì ở đây thì cũng không lo được cho nó. Nói chú ổng bị kiếm rồi mấy đứa kia nhỏ đi học nó, rồi thằng bé nó bị bệnh đứa nó giữ. Rồi tôi không có thời gian để giữ cho con cho nó đâu. Tự nó làm gì nó làm. Cũng nhớ. Cũng hay nói chú mà hoàn cảnh như vậy rồi biết sao giờ. Mặt ghế. Cô Tư khi mà biết tin chị sắp sửa đi xuống Long Xuyên để học nghề á thì chắc chắn có rồi, có rồi. Vui và vừa buồn đúng không? Vui thì con mình
nó có nghề nghiệp, buồn là sắp xa con, cha cũng buồn. Nhưng mà thật lòng á là cô Tư có bao giờ nghĩ là hy vọng là chị Hương đừng đi không? Tại vì mình quá thương con và quá nhớ con không? Không, cái đó là cô không có nghĩ như vậy. Tại vì cô thì cũng bệnh hoạn, với ba nó cũng bệnh hoạn, không biết còn sống chừng nào. Nếu mà để nó ở đây hoài á thì cuộc đời nó nữa khổ. Nó không có cái nghề rồi nuôi con nó nữa. Giờ nó đi được mấy chú giúp đỡ thì cô cũng mừng lắm. Đi buồn thì buồn đi, nhưng mà cho nó có cái công việc ăn chuyện làm cũng mừng. Như vậy là chị Hương đi là với mang theo một cái niềm hy vọng, một cái sự kỳ vọng của gia đình đúng không? Dạ. Hy vọng cái cuộc đời của mình sau này nó tương lai nó tốt hơn. Anh thông báo với em á là cái anh chủ salon này á, dạ, thì khi mà mình đóng tiền vô học đó thì anh này anh sẽ hỗ trợ luôn cái bộ đồ nghề cho mình, thì mình không tốn tiền mua đồ nghề nữa. Và đây là thời điểm cũng gần Tết, thì khi mà em làm tốt á thì em sẽ được khách tiếp, tiền tiếp, sẽ có tiền tiếp. Tại đây đến Tết khách khá là đông nên em cố gắng, đây là một cái thời điểm thích hợp để em học với cái nghề này. Cố gắng mai mốt về nhà học xong ra làm về quê, nếu được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cái nhà, nguyên gia đình mình về dưới ở chung. Dạ. Có bao giờ ước mơ gì không? Cái nền nó cũng ngay mấy sông á anh. Về dưới mấy cái ghe này đậu cặp mấy sông cũng được. Ước mơ không có dám, chú ơi. Tôi ở dưới ghe, tôi dò, tôi làm cái nước. Cô Tư nói là sao? Không có dám. Không dám sao? Không có dám sinh. Thành để rồi hoài dưới vậy nó có 4 mét ra, có chút xíu à. Nó rồi giờ cái nhà dưới thì nó một cái chân rồi. Nó cũng rủ luôn. Tôi nghe Hương nói là nhà mới xong, thành nữ là có thể là gì mấy chiếc xe này dìu về, chiếc ghe này dìu về ở đó luôn. Dạ được. Dạ được. Với là bằng cái ghe đậu tập với mấy sông được. Chú biết không, hồi lúc đó ở đó là lúa đồ mình mất ăn được. Người ta cắt, người ta mướn mình cắt lúa rồi, rồi mất lúa gom lúa rồi. Được rồi, bây giờ nó chơi tầng là máy cắt không mất quên có mà cũng không ai mướn mình cắt gom gì. Ở, ở trên đây thì mỗi ngày cô Tư làm thu nhập được bao nhiêu tiền? Có làm được đồng nào luôn. Thu nhập đâu giữ ông không? Sao làm được với giữ mấy đứa bé? Ông không bị tai biến gì, ông bao chuồng đi giấc ngủ. Giấc ngủ đó chú rồi. Không biết từ đó giờ đó. Giờ ông nằm chỗ rồi cùng lo lại cho ông vậy. Giờ ông nằm rồi ăn muốn ở chỗ luôn đó ông nằm. Rồi con nói thật là nếu như mà được á Hương về quê học thì gia đình mình cùng nhau dìu dắt nhau về lại miền Tây. Dù sao thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Rau nó cũng dễ kiếm hơn ở trên này nè. Rồi nằm chị cũng ham về lắm. Phong có nhớ là trước đây khoảng hơn một năm đó Phong, anh em mình có đến đây thuyết phục các cô chú về lại miền Tây thì các cô chú lại sợ thay đổi đúng không? Miền Tây bây giờ cũng dễ sống lắm. Ở trên bờ thì có rau, ở dưới thì mình dân lưới bắt cá được. Miền Tây thì dễ sống lắm mà bây giờ ở chỗ cô là nó ngăn hết trơn, không có miếng nước vô. Anh, người ta làm lỗi. Anh một đồng, anh ở Bình Dương thì thấy thì ở quê là nó dễ sống hơn. Chỗ nào tôi giờ ăn hết trơn. Thì cái cuộc sống mà cô với chú trước cũng ở quê cũng đã từng biết rồi. Mới nói về cái hương vị mà đường thốt nốt cái mấy cô không ăn mà hòa lên nói trời quá lâu rồi chưa có dùng quá được. Lâu luôn đó à, lên đây nói chú cũng mấy chục năm rồi, mười mấy năm mà không có tắm được một cái chỗ mà nước ngọt đó, nước mình chứ. Yeah. Mình tắm mình nhảy sông đồ được á, trên này là mười mấy năm nay không có xuống sông được, không ăn được đường, không uống được nước ngọt chứ. Ở bên Tri Tôn á thì con thấy tùy theo là chỗ ở thôi chứ mấy cái vùng kia vẫn còn nước mà còn kinh mà. Còn kinh. Sẽ dạ. Kinh nhiều lắm. Dạ đúng rồi, mà có chỗ mình là nó bao luôn. Nó bao đây. Ở mặn gì sống được chú ơi, ba dặm ba luôn mướn nó ở chỗ đó giờ không sống được nữa. Rồi. Bởi vì lúc nó sống là có lúa rồi mình cắt mình mót rồi được, còn giờ không có luôn. Nó dạng bò ra bò chú không nó gắn mối bò ra nó giờ mặn mướn không được, ở quê giờ mặn mướn không được. Thì đó là ở nằm ngay đường 16 chạy về Chi Tôn đó hay là đường nào? Ở ngay xã Tân Tiến anh. Xã Tân Tiến. Dạ. Xã Tân Tiến xuống số 4, cấm số 4. Dạ cũng biết. Dạ. Tại anh này cũng ở gần cô nè, cuộc sống ở ngay tại địa phương đó thì anh này cũng khá là gần. Dạ chú biết không, tại vì cũng không có đất cát đâu, nhà nước thương cho. Bây giờ hộ khẩu của cô là vẫn ở Tri Tôn, giấy tờ là ở Tri Tôn hết. Dạ, Tri Tôn anh Giang. À ở chính. Vậy là cô có một cái ước muốn là muốn quay trở về lại quê hương, cất ở trên cái nền cũ của mình đúng không? Thì ước mơ là vậy đó.
Nhưng mà nếu như được hỗ trợ, cô có chịu về không? Về chứ. Về. Mà chắc thôi, chắc mà hỗ trợ được cái gì chắc ổng chết mất rồi. Không tại, đi được nữa. Tại ổng hiếu lắm rồi, ba rồi. Chứ không có nói chuyện được luôn á chú. Cũng gần... Nhưng mà bây giờ ở trên nhà, giờ là đi tới đi lui không chừng còn đi được. Bây giờ nè, ở dưới này nằm hoài. Có nghĩa là ba của Hương ở dưới này đâu có được đi tới đi lui đâu. Dạ, đâu có trị liệu gì được. Nằm trên giọng thuốc nè. Rồi thuốc nè. Rồi không có ai chở ông đi mà. Đưa vô ông đâu ông nằm hoài vậy, nó nhả bỏ luôn. Ông không được rồi, bởi vì ông đâu có nói chuyện đâu mấy năm nay rồi. Ông mà không có ai mà đi đưa đi. Có người đi chăm cứu là để ông đi đứng lại. Cô với chú là có Hương với lại có mấy người con? Dạ, ba trai em Út. Mà có một anh bị tâm thần. Anh bị tâm thần hả? Bị tâm thần. Anh ba bị tâm thần. Còn anh hai là ba có con bé bị bệnh cốt cổ. À. Còn anh Tư là ba của anh Thấm đi làm hồ hơn là cũng giúp mẹ được chút định thì đó anh nhờ ba anh Thấm. Nếu mà có ngày mà nghỉ cái chú ông bị không có hàng thì nó không đi làm. Nhiều khi từng mà có hai bữa. Nhớ còn thằng thứ ba thì nó bị tâm thần nó chứ. Mấy anh em mấy anh em là toàn là bị bệnh không? Độc thân rồi không? Còn hai anh em cũng độc thân. Anh hai là có một người mà vợ bỏ đi theo người khác đúng không? Là có đứa con bị bệnh bú cổ. Dạ. Anh Tư cũng vậy. Cái đó anh ba hay anh Tư? Anh Tư. Là ba tâm thần. Anh ba thì bị tâm thần. Anh Tư thì có nhỏ con gái, còn hai thì có thằng bé bị bệnh bú cổ. Đa số đều vợ mấy anh bỏ đi hết hả? Dạ. Nên thành nữ là tìm mọi cách, không khuyên cô Tư á, tìm mọi cách quay trở về lại miền Tây. Chứ trên này cô đâu có làm gì ra tiền đâu, ngoài cái việc cô đi vớt mấy cái chai nhựa nó đâu có bao nhiêu tiền. Mà lại cái môi trường sống ở đây nó rất là ô nhiễm, phải nói là cực kỳ ô nhiễm. Nhiều khi mà muốn về lên miền Tây lắm á, mà ở trên không có gì làm, không có móc búa móc đồ được ăn chứ mình có gì đâu ăn. Thì cô buôn bán lặt vặt. Không có bán gì được hết trơn, ở trong quê, trong đồng ruộng. Với thằng không có ai chứ, ta xuống thành phố này ta làm hết trơn, ở dưới quê cũng giờ không có ai. Trước đây ở miền Tây của mình á, lên Sài Gòn rất là nhiều để mà làm việc. Dạ. Tuy nhiên hiện nay tình trạng thất nghiệp khá là nhiều. Và người dân miền Tây sống ở Sài Gòn này lui về lại quê. Đúng rồi. Dạ. Người ta trở về quê rất là nhiều. Người ta có đất, có nhà, có ruộng. Có nhà thì người ta trở về. Dạ, thì bây giờ nếu như mà cô có được hỗ trợ có nhà thì cô nên quay về. Con khuyên cô như vậy. Thì cô cũng tính vậy đó. Em cũng muốn được á, bây giờ mà được mình hỗ trợ cho nhà ấy. Cho ba em được ở trên nhà được. Tại vì ba em cũng yếu lắm mà không biết sống được nhiều lâu. Nó khóc hoài nói nãy. Đi mẹ gì hết đi. Đã nói giờ còn thiếu một khóc nữa. Mà giờ đây em có nói chuyện với ba không? Ba em hết nói chuyện được rồi. Hai năm trước á. Ba có gì? Rồi. Hai năm trước ba có giận em không? Ba em thì không có giận, ba em ít nói. Không là sao với cô ba? Hiền lắm chú ơi. Không có la gầy con cái gì trơn á. Không hiền lắm, ai làm gì làm, không nói ai. Là ba không có giận đúng không? Dạ. Không giận, có mình ơi tôi giận. Vậy là ước mơ của Hương là mong sao á, ở quê có được ngôi nhà. Dạ. Để đưa ba về lại quê. Dạ. Cho trên đây thì ba cũng đâu có điều trị mà đi đứng cũng không có được. Dạ. Môi trường thì lại khá là ô nhiễm, cũng ảnh hưởng đến cái sức khỏe nè. Dạ. Nhiều khi ba em được ở nhà ở cũng được sống được lâu hơn chút. Còn bây giờ sợ ở đây ba em càng ngày càng yếu. Cô Tư nói thì một điều nó cũng đúng. Bởi vì cái nền của chỗ cô Tư xã Tân Tiến thì nó cũng là cái dạng quê mà chỗ đó. Chỗ đó hiểu lắm. Không có việc làm. Nhờ móc lúa thôi mà giờ lúa không móc được nữa, lấy gì ăn. Bao nhiêu lâu rồi cô Tư chưa về lại quê? Lâu lắm rồi, hồi lúc mà ổng chưa bị tai biến là còn như là Tết cũng có về một lần. Là từ lúc mà mấy em mà còn ở dưới đi học á thì mẹ còn đi về, còn từ lúc mà lên đây tới giờ là không có về nữa. Đây nè, bị bú nè, ngồi trong mắt nè. À. Nếu mà gần chợ Chi Tôn á cũng còn có thể kiếm việc làm được gì nó dễ. Dạ đúng rồi, này ở trong quê. Tôi đi lên lúc trước là Hương được sinh ra ở Việt Nam hả cô Tư? Dạ em sinh ra dưới ngoài. Sinh ra
dọc đường đi về đây nhất. Dọc đường từ Campuchia đi về đây dạ. Hả? Dạ, xin ở dưới ghe. Không biết xin đâu luôn á. Xin ở dưới ghe luôn á. Em xin ở dưới ghe hả? Dạ, mẹ ghe luôn hả? Kể đâu á, em chém bụng gì đó bờ. Hỏi mụ ở đâu thì ta chỉ ghé lại đó. Mụ giường luôn á, chú ở bên cồn mà giờ không biết đâu luôn. Cô Tư chia sẻ lại lúc đó giùm con với lúc mà cô Tư từ Biển Hồ về đây thì xin hương đồ như thế nào, cô chia sẻ không con với? Ồ, lúc đó thì cũng đi xuống đây cũng đâu có bến bờ gì đâu chú. Đi tới ghe mình thả tới đâu thì mình đậu tới đó vậy đó. Cũng như ghe này đi tới chỗ nào là đậu ngủ chỗ nấy vậy thôi. Không phải mình không có đất, có nhà thì mình không có bến, có bờ. Nó tới chỗ nào thì đậu chỗ nấy vậy thì có bầu nó thì chuyển bụng thì hỏi ghé ngay cái cồn hỏi người ta chỉ mụ thì sanh vậy thôi chứ. Không biết ở đâu luôn giờ, quên. Là sanh ở trên ghe còn mụ là cũng không biết ai, chỉ ghé lên nhà, hỏi người. Nhớ ở cái cồn không biết cái cồn nào. Mụ đó, mụ vườn. Mụ vườn đó. Mụ theo kinh, theo đất mà đi giờ cũng không biết ở đâu, giờ nhớ cái cồn thôi mà không biết cái cồn nào, không biết ở chỗ nào luôn. Biết đâu. Đi ghe là thả lang bang vậy. Cô di chuyển từ Campuchia về đến Chi Tôn là mấy ngày? Trời ơi, lâu lắm chú ơi. Không biết bao nhiêu ngày. Đâu có ghe máy đâu đúng không? Chèo không á. Chèo với mình bơi không á. Thả hoài vậy. Nó chứ giờ hồi lúc nó khổ nó không có điện thoại gì đâu, lúc đó chú biết mà, rồi máy cũng không có, chạy toàn là bơi chèo không nó, rồi mình đi tới đâu mình đậu tới đó vậy đó, rồi chuyển bụng rồi sanh, người ta chỉ hỏi mụ đâu rồi người ta nói nhà mụ bên cồn đó, thì lúc chú sanh thôi. Quay rồi lúc còn cái bè tôi đóng bển đó, lúc nó đuổi tôi bỏ cái bè trâu xong luôn. Con đi vớt mớt mà tôi với ông Hương đi vớt mớt một thời gian, bây giờ gió tầm tạ vớt về đóng đóng xong rồi đuổi cái bỏ luôn nè, không phải là tuốt cái bè này nè chứ nha chú. Không không mạnh đóng cái bè này cứ cỡ chục năm nay gì đâu, bè này như vậy là chị Hương được sinh ra mà mình cũng không thể mình sinh luôn đâu. Dạ. Tại vì mình ở dưới ghe người ta chỉ chỗ nào mình ghé chỗ lấy vậy. Và cái ngày sinh thì sao cô tôi? Cái ngày sinh của chị Hương á là ngày ngày mấy hả? Dạ. Ngày 29 tháng 7. À là lúc đó mình cũng xác nhận được cái dạ. Ngày sinh đúng không? Dạ, ngày sinh là nhớ. Nhớ ngày ở dưới rồi, nhớ ngày ở trên. Đó là 9 tháng 7 là ngày dưới. Ngày gì đó? Ngày dưới. Ngày âm á. Ngày âm á. Chứ không biết ngày nào mới thấy đâu. Như vậy là cái thời gian đó là mình đang lưu lạc ở trên biển, di chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Dạ đúng rồi, đang đi lang bang với sông gì. Như mình tới chỗ nào tối thì mình ghé vô cây đồ mình cuột ngủ vậy thôi, chứ không có bến của bờ, không có nhà, rồi không có đất, rồi như mình đi trên sông vậy đó, chỗ nào tới tối là ngủ vậy thôi. Rồi cô mang bầu nó đó, rồi nói chừng mà đau bụng thì chỉ ở bên đó có mụ thì ba ghe ở đó thì lên mụ đó thì sanh nó đó, mà cô nhớ là cái cồn mà không biết cái cồn gì, nói chừng cồn. Rồi những ngày sau đó thì như thế nào cô Tư? Thì sanh xong liền thì xuống ghe luôn, mà đâu có nằm bệnh viện được như đây. Rồi tiếp tục mình lại di chuyển ở trên biển. Di chuyển nữa. Thì di chuyển lần đi xuống về tới An Giang. Dạ. Đi hoài vậy đó. Về tới An Giang thì chú ngủ ở đó. Chú ngủ ở An Giang luôn mà giờ. Cắt lúa. Thì giờ đó móc lúa nè. Đi khùng hay gì đi hoài. Móc lúa rồi cắt lúa nè. Tới chừng mà lúa mà người ta gạt cái máy cắt nào đó chú. Là hết làm được rồi đó, rồi mới đi vòng xuống dưới này. Đi vòng xuống dưới này cũng không biết đường nữa, cũng thả hoài vậy đó. Hùng là 3-4 gia đình, cái đứng cắt công lúa vậy đó chú. Cắt công 12, tầm 12 á. Cắt đâu có nổi đâu. Tôi nhỏ xíu rồi, tôi tập cắt mà còn đưa vô ngón tay nè. Đứt một cái rồi, giờ còn thẹo luôn nè. Đứt cấm bụng nó đầu ngón tay luôn. Cô Năm tôi có biết cắt rồi, thấy người ta cắt thì mình học, mình cắt theo tiếp cho nó mau rồi. Cắt quỳ tàn công luôn á. Cô Năm cắt gồm khơ mới đầu tiên vô xôm lắm nha. Khơ là quỳ tàn công luôn. Quỳ không cắt có nổi đâu cắt. Mà cô Năm vũ gom hay lắm nha. Một đống gom bự chà bá vậy đó, mấy công đắc cơ. Cô Năm leo tuốt trên, cô Năm vũ hoài, vũ nào hết cũng gom thôi. Còn cắt không nổi. Nó vui là vui chỗ đó đó, kỷ niệm. Kỷ niệm. Kỷ niệm là vui đi móc lúa nè. Cô cũng không có đi gom thành phố nè. Bị gì từ đó. Hồi lúc đó cô cũng không có thành phố là ở đâu, Sài Gòn là ở đâu. Là cũng như là lúa đồ người ta ra máy đồ cắt hết trơn rồi. Mình làm công nhân là mình không ai mướn nữa, là mới đi đại luôn. Đi xuống ghe rồi thả hoài vậy. Thả tới cô tôi nhớ là thả tới cái gì cái kinh nước mặn dưới dầm tầng gì đó. Trời ơi tới đó dồn ngang tới hù luôn. Dồn mà sợ luôn.
không có nhà có cửa nữa, rồi thấy xà lan người ta chạy chạy cái nắm theo dòng xà lan theo đó mà xuống tới thành phố này không biết thành phố luôn. Tới đây là cái chừng người ta nói là ở đây là Sài Gòn là mới biết, là chú ngụ tại đây là con biết không, là hồi lúc mà chưa có thành lập cái chợ Bình Điền luôn. Chợ còn luôn. Còn ăn cướp giật giật nữa, ở trên đó trên đó chú thấy là con cái xuồng ấy ăn mà từ ở dưới nước mà lên có bao nhiêu rồi chú nghĩ cái xuồng được bao lớn, nó thiệt luôn á chú. Bà Hồ dạ. Chú không có cái mùng mà văng luôn cho Hùng nó ngủ hồ chào khổ, ngủ bằng cây su bông lợn cái là chung vô chẳng ngủ. Mà cái xuồng từ dưới sông mà lên bao nhiêu mà ba người ngủ, mà chú hỏi cái xuồng nó được bao lớn, từ dưới sông lên nhiêu. Rồi cái tới phong chú không bụi xuống quay là có con bé này không, là cái ghe hồi đó đó chú, cái ghe đó là người ta bỏ, người ta chở đất rồi nó chìm người ta bỏ, tôi giống mất mấy ngày trời móc đất cơ hết, rồi mới làm cái mu lửa ở, nó lủng hơn sau một lỗ chằng bàn gì, sợ chìm đúng đây bỏ luôn, khổ kìa, dữ lắm khổ chú ơi. Qua thời gian ở hỏi nước mắt nó tràn tràn ra hoài, tôi nói tôi muốn khóc một cái trên đi găng trời bão. Khóc cho ngập chợ Bình Điền. Giờ là ổn rồi đó. Giờ tôi năm mừng rồi. Lắm mừng người mà. Tuần sau là xuống Tân Giang nhà mới luôn ha. Dạ, mà còn cái mặn mui cô Năm không có tiền để mua cây làm mui nè. Làm mui xong cô Năm rửa mới dọn bè qua được. Mùi vợ chống học dọn qua đâu có chỗ ở đâu, dỡ cây su ra là mưa tới là cái ghe bự, cái ghe đó là hai ghe công đông là chìm luôn á. Chìm ghe bự mà chìm ghe đó luôn. Con ăn đi. Năm đâu dám con ăn đi con. Bốc anh đi. Bé Hạnh đúng không? Để con Thắm. Qua bên chỗ bà nội rồi để này cho mấy chú hơn mấy chú ăn. Không không, để cho bé Thắm dùng đi con. Gắp cho nó đi thôi, con lấy cái chén rồi gắp. Cho bà cuộn miếng hay miếng cho chị. Dạ dạ. Nó qua bên này cho mấy. Ngoại không có găng nhai. Chút đi chú Phong, chút cho nó một cục thôi, một cục một ít đó ngoại. Có cho chú không? Cái này à. Chú Ba. Ba cục. Ngon. Ba cục. Cái này không có thành mấy chú có cô cho đường đồ ăn. Thiệt chứ từ đó giờ muốn ăn ăn, học uống quá ăn. Mấy cái ông phường này nè, tôi nói thiệt luôn, thật sự luôn. Cô Út với con cô Út đi, thì con ở đây con buồn không? Buồn. Sao con buồn? Không có em. Không có em. Đó hồi cô Út khóc nữa. Thương nó lắm, nó thương bé đó. Khóc nữa kìa. Nó đi đâu vậy? Chảy nước mắt rồi. Mẹ không biết. Đứng ở đây ngồi đó chị. Ngồi đàng hoàng đây nè. Nó cũng mất buồn, nó đi chắc rồi. Thương đô la lắm. Rồi đi nó khóc rồi, con mắt bà cô kêu khổ. Nó khóc nó tâm. Đặt cái tên là đô la để muốn mình thay đổi được cái cuộc sống đúng không? Dạ. Vậy chú hỏi nhiều đó, nó nhảy qua đó là biết rồi đó. Cái câu chuyện của nó rồi đó. Rồi ăn đi, lại ăn đi con. Cô nói gì hơn? Lúc không có tiền á, đặt tên đô la để sau này cho nó có tiền. Cho nó có tiền. Cho nó có đô la cho mẹ. Vô đây ngồi ăn nè. Nè con. Thôi bây giờ hai mẹ con ôm nhau cái đó cho cô chú hôn nhau cái đi cho cô chú anh chị thấy cho vui. Mắc cỡ rồi. Cô Tư ôm chị Hương một cái được không? Được. Hôn mẹ cái Hương ơi. Mai mốt đi rồi lấy đâu không? Dạ dạ. Chứ mấy năm nay rồi đâu có nói chuyện đâu ha chị. Dạ không có nói chuyện, nhờ mấy chú đó. Nhờ mấy chú mới kết nối lại mẹ con. Chứ không có không nói. Em đi rồi em nói mẹ gì hơn, thảo ngày nói mẹ gì. Nói con mới về được mấy tháng nay rồi con đi mẹ có buồn không? Bả nói bả buồn. Mẹ nói mẹ buồn. Dạ. Rồi có ngủ chung với mẹ không? Dạ không. Ngủ riêng. Ngủ đâu hết. Hai mẹ con ngủ riêng. Ngủ với ổng nữa rồi sao con ngủ hết. Dạ, cô phải canh chú đúng không? Dạ canh ổng. Ổng canh ổng bò đi ra ban đêm. Canh là thức chú ơi, sáng đêm nhiều khi sáng đêm không ngủ luôn á chú. Không biết hổm gài là chắc Hương cũng trằn trọc lắm về cái việc mà phải đi xuống như kia. Đúng không? Em cũng lo lắng không biết như thế nào. Dạ. Nói bữa nay chú lợi chú lưa đi nè, môn nó thức cũng bia lắm à. Tối mấy giờ mới ngủ? 12 giờ mấy. Rồi đi làm luôn. Dạ. Mấy giờ em làm? Em thức tới 11 giờ là em đi làm. 12 không, 12 giờ rưỡi hôm rồi 12 giờ rưỡi người ta mới điện em ra. Là sáng là 6 giờ em về. Em tắm rửa cái em soạn đồ em xuống đây luôn là sáng giờ chưa ngủ. Em chờ anh Hồ. Soạn đồ hết rồi. Dạ. Có cái ba lô.
À, có ba lô luôn rồi. Dạ. Đem theo được cái gì? Có cái ba lô quần áo không à, với mớ tả với sữa của con bé. À, dạ. Hương nói chuyện nghe tội lắm. Là anh khi nào mà anh ghé thì anh cho em hay. Dạ. Thì nói em cứ chuẩn bị đồ quần dạ. áo mùng mền rồi. Nói không, hai mẹ con em chỉ có mấy bộ đồ thôi, có gì đâu chuẩn bị. Dạ. Hai mẹ con được mấy bộ đồ? Cũng hơn chục bộ, cứ nói nhiều hơn em. Anh em thấy sao nghĩa? Dạ, bữa trước thì em cũng có chia sẻ với chị Hương thì chị nói là chỉ có mấy bộ đồ thôi và một ít tiền để dằn túi. À, và đem theo đó là cả một cái niềm hy vọng của thứ nhất là của cô Tư nè, rồi thứ hai là của các cô chú khác ở trong xóm, để hy vọng là mình có thể học tập và làm một cái việc gì đó để nó có tiền rồi quay về giúp đỡ cho gia đình. Thì rất là thương cho hoàn cảnh của gia đình mình. Chấm này nè, nó mua nước cho mấy chú. Ớt đâu, không có cay đâu. Chắc hai đêm khó ngủ nữa rồi. Dạ. Thôi bây giờ anh nói như thế này, còn hai đêm nữa thôi, cố gắng đi đoạn đường khá là xa. Dạ. Nghỉ làm hai đêm ở nhà nói chuyện với mẹ, rồi tâm sự với mấy cô chú nhiều hơn. Rồi còn tiền cô chú gửi thì anh vẫn đưa em về dưới được. Khỏi đi làm hai đêm đi, ở nhà tâm sự với mẹ nhiều hơn. Dạ. Công việc bằng này nữa nè. Xíu đấy không phải chớm gì. Có một điều nữa thì em muốn chia sẻ với chị Hương á, thì em bằng tuổi với chị Hương. Dạ. Và ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi. Thì cảm nhận của em á, thì ba mẹ càng ngày càng lớn tuổi thì họ không thể cứ chờ mình để nhìn thấy cái sự thành công hoặc là sự ổn định trong công việc của mình. Dạ. Cái cảm nhận của em á, là không biết là chị Hương sắp tới chị đi tới Long Xuyên chị học nghề, chị có quyết tâm, cực kỳ quyết tâm để cố gắng kiếm được tiền để quay về phụng dưỡng cho cô Tư không? Dạ có. Cái đó là cái có thể gọi là cái gì đó mà một người con rất mong muốn để cho ba mẹ mình nhận được, thấy được cái sự trưởng thành, cái sự ổn định trong công việc của mình, đúng không? Dạ, tại em thích nghề nail lắm, nếu mà được học nail thì em chắc chắn là em học nhanh học được. Ờ vậy còn, hả? Rồi, dạ, còn tóc thì em chưa biết nhưng mà em sẽ cố gắng em học. Em thích nghề nail ha? Dạ. Và khi nhận được tháng lương đầu tiên đi, thì chị nghĩ là chị sẽ làm gì với cái số tiền đó? Việc đầu tiên em nghĩ chắc nó cũng không nhiều, chắc cũng đủ lo trang trải cho mẹ con em. Chừng nào mà em được ổn định, em dư giả em mới cho mẹ em được. Dạ. Thật ra thì để giúp một cái hoàn cảnh ấy, giúp tiền thì nó cũng không bao giờ là đủ hết á. Dạ. Mà để giúp có một cái công việc mà để tự cái bàn tay của mình mà kiếm được cái đồng tiền thì cái đó nó mới bền vững và có thể sẽ nuôi sống được gia đình luôn. Dạ. Thì các cô chú cũng mong em sẽ cố gắng hết sức và làm hết khả năng của mình để mà sau này ra nghề để mà làm được nuôi con của mình, ít ra thì phải nuôi bản thân mình và con của mình. Dạ. Chào với lại gia đình ha, để trước khi chào mình dùng nước miếng anh. Thôi con, em con ăn ít thôi. Cái này là anh móc quen rồi. Anh móc quen rồi. Ăn nghĩa rồi. Đây, mời cô bác quý chị nè. Đây là miếng heo quay khá là nổi tiếng ở Sài Gòn. Lấy cái rồi, gì á, cái tôm nè, cho dì ba lấy tiếp đi. Một ít cho. Rồi cô Tư lấy cái mang về cho Bình Quân với Bình Đức. Bình Quân đâu có ăn gì được đâu chú Hồng. Đây nè, cái nắp nè. Đức có chú. Dạ. Cho anh Đức vài cục đi. Dạ, để chú nào ăn rồi qua ăn đi nhà, không cho mấy chú ăn. Cô dùng đi cô ba. Cô ăn với chú Hồng nãy là bỏ chú. Dạ, ăn với đuổi cho mấy em. Bé Thắm đâu dùng nè. Ok. Bánh mì ngon thiệt. Còn lấy dừa lại vô. Bánh mì chấm ngon. Bánh mì tiệm này nổi tiếng mà. Bánh này của ai? Yeah. Anh nghĩ rồi. Chú Hồ luôn đâu. Rồi mời anh Đồng. Anh Đồng ăn sao nha. Ngon. Chú ăn ngượng vài miếng ăn cái thảo đi chú. Dạ. Chú ngồi đúng không? Ôi được rồi. Ngồi đi chú Hồ. Đây đây cô ăn rồi. Đúng không? Cô ngồi cho đây nè. Con hết ăn rồi. Cô Tư vô ngồi con chụp tấm hình. Nghĩa nè. Dạ dạ được rồi. Chụp hai mẹ con đâu, đừng chụp cô, chụp cô năm lâu quá không ngồi chung với chú Hồ, giờ ngồi chụp hình với chú Hồ. Dạ. Rồi chụp hình ăn thêm cục nữa cô. Nhân mời cô nè. Cho cái đồ luôn. Không dặn có hai ba cục gì sao. Nè cô mời cô cầm đi, lên chụp hình. Cầm đi, chú Hồ cầm. Hôm nay cô mời cô. Hồ ăn
Con đâu có nhịp ăn mấy chú là. Bà cô qua nói nè. Nói giờ chưa? Hầu giờ không mấy thịt nhiều. Dạ. Mua chút thịt ăn nè. Đồ thân này còn sống. Ngớt văn nè. Hết chú. Bà người cứ ăn không được á chú. Bà ơi. Ăn hết cái đồ lưỡi luôn thì đừng phụ lòng. Dạ ăn hết luôn nha. Anh Hầu cho anh Hầu đưa đó. Ăn mấy thảo đi, ăn hết cũng được nữa. Bỏ lại là anh đưa mà không ăn nổi. Ăn không được cũng được. Ngốc gần ngàn cổ à. Mấy phải ăn hết trơn á. Dạ. Mình ngon á. Cho chú ăn mấy đi. Thôi được rồi, được rồi. Ảnh quay mà. Quay năm rồi sao cầm được. Chút xíu này dạ. Em ăn trước ảnh ăn sau. Ăn sau ăn nhiều hơn. Quay chén nghe bà đó. Nước chấm thì cũng ngon á. Nước chấm thì ngon. Làm gì làm đi. Chút không? Dạ. Con ăn rồi, con ăn rồi. Dạ, ủa? Cô dùng hết cục này, con ăn dạ, thêm cục dạ, nữa. Dạ được rồi, chú ơi, ăn không nổi chú ơi. Ui dạ. Nãy giờ cô Năm ăn bánh mì không á. Chấm này không nè. Ăn bánh mì không rồi sao không có sức khỏe. Chấm à? Ừ, chấm đi con. Năm tù rồi. Con này không có. Sáng giờ đi từ miền Tây lên là cũng đói bụng rồi. Bà khóc quá trời luôn rồi bé. À, nếu đúng rồi mà khóc đó, là có ngập thể ngập lụt cái đường này đi là mới hết có thể hết khóc lụt cho bên điên lụt năm nay rồi năm mươi mấy tuổi rồi. Bây giờ hai mẹ con bây giờ hai năm mấy qua chịu đựng gặp mặt nhau mà không nói chuyện nhau cũng có nhiều ấm ức ở trong lòng chứ. À, bây giờ nói được khỏe rồi ăn hết con vịt này mới chịu. Hả cô Tư, mai mốt con của cô Tư đi xuống miền Tây muốn gặp mặt nói chuyện cũng khó chứ đâu phải dễ đâu. Đi miền Tây. Cô có điện thoại cảm ứng không để gọi cho coi cháu ngoại mình không? Cháu ngoại đi miền Tây à? Có hả? Có mà không có. Nhiều khi điện được, nhiều khi không. Con có đi miền Tây không? Có không? Đó. Rồi thôi. Không quá. Chú Hồ. Dạ. Đi không con ăn hai cục à? Ăn cục nó đi. Không, con no. Ăn cục hai cục nó đi cho. Nó rớt. Cô ba không có dùng. Cô ba không dùng con buồn rồi. Có dùng lấy chú bánh mì chú không quay chú ba ăn vài cục đi chú ăn vài miếng hồi nãy giờ nãy giờ chú Hồ đưa phải nè chục miếng đi cho người ta vui. Dạ ăn gì là không vui lắm. Hương Phong hơn con không chịu. Không có đâu chú Phong cũng ăn vậy rồi ăn bánh mì rồi hả. Bánh mì mà năm kêu Hồ cũng ăn bánh mì dùng được mà kêu anh em gấp bỏ đây cho chú nào cho chú hơn chút nó có bé Hương ăn nhiều nhiều vô cho mập lên. Cho chú này nè. Thì... là mọi người ăn không quen hay sao á. Để cho ta cắt đi rất đậu lại hay gì á. Cô ngại hay là không ăn không ngon? Không có ngại. Không có ngại. Có nào cắt không? Không có ăn luôn lông mất bỏ bánh chú đó. Dạ. Mọi người ăn hết chưa? Bữa năm tôi chưa có ăn được cục nữa. Nói thật rồi không có ăn á. Dạ. Không phải ngại mà ở đây ăn ít vậy đó. Ít ăn thịt ăn thà nên cũng quen. Ăn cơm nhiều hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Ăn cơm nhiều hơn ăn đồ ăn ít lắm. Ăn cơm nhiều để cho mình no. Bỏ cơm vô ăn đó chú Hột. Dân lao động ở miền Tây là đa phần là ăn cơm nhiều, ăn ít đồ ăn. Một phần là không có tiền để mua đồ ăn nhiều nữa. Những người lao động á thì phải ăn độn cơm nhiều vô. Muối xả ớt. Để tiết kiệm. Tôi ăn chay á, tôi ăn với muối tiêu chứ tôi chan nước lạnh ăn rồi chú Hột chứ tôi không có mua mà